Và tiếp tục, Bích Phượng kính mời quý vị theo dõi phóng sự cộng đồng tại South Carolina do Bùi Văn Bằng thực hiện. Tôi Bùi Văn Bằng xin kính chào quý khán giả của đài FPTN hôm nay thứ hai ngày 27 tháng 5 năm 2019 lúc 10 giờ sáng tại kỳ đài thuộc thành phố Fort Mill, tiểu bang South Carolina. Hội cựu quân nhân đơn vị 43 của quân đội Hoa Kỳ đã tổ chức ngày chiến sĩ trận vong. Ban tổ chức có đôi lời chào mừng. Here on this absolutely stunning day. Each year I'm happy to welcome each of you. And I search for just the quote right thing to say that will lead us all to the purpose of Memorial Day. My favorite is greater love has no one than this. We're here today to recognize and honor those that did just that. They laid down their lives because they loved us. They considered us friends. They loved us. They left their families, mothers, fathers, brothers, sisters, husband, wives, children. Đại diện cựu quân nhân lên dâng lời cầu nguyện. We're very thankful for today. We're thankful for this privilege to gather here and honor those that gave us this right. Một em trường tiểu học Phọc Miêu hát chào quốc kỳ. Say, can you see by the dawn's early light what so proudly we hailed? Đại diện vợ cựu quân nhân nói lên tâm tình nhớ và mời gọi mọi người đừng quên ngày này. Day in the common word is remember. We remember and we honor our service members for their sacrifices that we can't even begin to pay them back. Một em đại diện nhà thờ Phọc Miêu Gát hát bài America the Beautiful đã ban cho đất nước Hoa Kỳ thật đẹp và an bình. For purple mountain majesties above the fruited plains. Đại diện thân nhân của các cựu quân nhân đọc một số tên các chiến sĩ đã hy sinh trên các chiến trường để bảo vệ tự do, trong đó có chiến trường Việt Nam. Dies in service to this nation. Minnie Seagull, son Lyndall Ray Butch Seagull, killed in action in Vietnam, April the 3rd, 1967. She could not be here tonight. Today, Diane Massey, son Joshua Blaney, killed in action in Afghanistan on December the 12th, 2007. Đặt vòng hoa tưởng niệm, bắn súng và thổi kèn truy điệu. Buổi lễ tưởng niệm các chiến sĩ trận vong thuộc đơn vị 43 Hội cựu quân nhân Hoa Kỳ tổ chức đã được chấm dứt lúc 11 giờ trưa. Tôi Bùi Văn Bằng tường trình cho đài FPTN tại kỳ đài chiến sĩ trận vong thuộc thành phố Phọc Miêu, tiểu bang South Carolina. Kính thưa quý vị, bản tin Hoạt Hình Đốn tối nay đến đây là chấm dứt. Mọi liên lạc hay đóng góp ý kiến xin email về washingtondc@sptn.tv. Bích Phượng kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị vào kỳ tới. Kính chúc quý vị một buổi tối an vui và hạnh phúc bên người thân và gia đình.